Vậy là bây giờ mình chỉ cần đợi đồng nghiệp của mình xuất hiện, đồng hương của mình xuất hiện, đồng đội của mình xuất hiện. Tóm lại đồng gì cũng được, miễn sao nó xuất hiện trong cuộc đời. Biết vậy làm sớm hơn, đâu cần phải vất vả vậy đâu. Sao nhanh dữ vậy? Trời ơi, tuyệt vời. Đúng là thời đại 4.0 là có thật. Làm gì vậy? Sao thấy chủ nhà tới hốt hoảng giống như là tôi là ma vậy hả? Dạ không có, không chào cô. Mà sao nhà của cô tự vô được mà sao cô bấm chuông chi vậy? Thì tất nhiên là vậy rồi, nhưng là tôi thuộc tiếp là chủ nhà hết sức là thanh lịch. Mình cho người ta thuê nhà rồi, mình muốn đến mình phải bấm chuông, mình đợi bên ngoài. Vậy hôm nay cô chủ tới đây có việc gì không cô? Trời, hết hồn mới chía luôn ha. Hỏi một câu chất quốc vậy trời. Không lẽ tôi đến rảnh rỗi rủ mọi người đi shopping? Đến đi lấy tiền chứ làm gì? Con là sinh viên nghèo vượt khó. Ê, nói nghe này, chị Mỹ Tâm hát bài này hay lắm nè. Ngày sinh viên có cây đàn guitar. Đừng có hát cái bài đó nữa nha, đổi bài mới đi. Than hoài à. Cô đẹp quá. Cô mặt đầm cũng đẹp nữa cô. Tóc hôm nay cô cũng đẹp, cô đi đâu cô trang điểm đẹp quá trời đẹp luôn. Cô cảm ơn nha, nhưng mà vẫn phải trả tiền cho cô đó. Xin lỗi nha, đừng có dễ dãn cô, giới tính cô khỏe mạnh. Cô vậy? Con nói tới vậy rồi mà cô nhưng quyết tâm chịu đường sống của con. Cô không thương con gì hết trơn. Con cũng xin con cũng đừng có chia cái đường sống của con. Con làm cái nhà này cho con thuê với mục đích là con cũng muốn kiếm tiền. Bây giờ con không trả tiền thì làm sao mà mua sống con? Thì cô cho con nợ thêm một tháng nữa nha, con trả. Không giỡn nha, giỡn hoài riết với mấy người á lần mặt rồi đó nha. Bây giờ tôi yêu cầu mấy người bằng mọi giá đó là phải trả tiền nhà cho tôi đi. Mấy người thiếu tôi mấy tháng rồi ha. Trả tiền là ở, không trả tiền á là đưa lên chìa khóa. Tội quá. Đòi nợ mấy người á xong á hả, sướng gì đó, đi á hả, đi khám viêm họng cũng vậy à, mệt ghê vậy đó. Đẹp gái mà thiếu nợ dai dễ sợ luôn á. Cô cũng đẹp mà chửi quá chị. Ê tôi nghe nha mày. Tội à. Đường tương lai mịt mù tăm tối, lối đi về không có ngày mai. Sao kỳ quá vậy? Sao mai thương tôi hết vậy? Đã dùng hết bao nhiêu là kế sách, dùng hết cho mấy tháng trước rồi, bây giờ mà dùng lại kế cũ chắc không được quá. Chắc cô không có tin mình đâu. Làm sao mà để khước nợ đây? Không lẽ trong 36 kế tẩu vi tưởng sách, vậy là mình phải đi trốn hả? Mà đâu có được. Trốn được ngày 1 nhưng ngày 2 đâu có trốn được đâu. Trời ơi, sao bao nhiêu bế tắc trong cuộc đời dập đến tôi hoài vậy? Ông trời ơi, ông có thương con không? Ông thương con thì ông làm ơn làm vương cho cô chủ. Cô thương con, cô cho con nợ lại mấy hơn. Đừng có bắt con trả tiền nhà đúng ngày được không? Cái gì á? Tôi chết rồi. Không phải, hay là có khi nào cô chủ cổ động lòng, hồi nãy cổ ra gặp mình cô thấy thương mình quá, thấy tội nghiệp cho mình quá, cho nên cô cho mình nợ là tiền nhà tháng sau đúng không? Chắc chắn là phải là như vậy thì mới qua bấm chuông nào. Đúng rồi, hy vọng. Hãy
gì nữa vậy? Mình mới nói xong rồi giờ qua đây chửi nữa hả? Đi đâu rồi? Bạn ơi. Ê! Ai vậy? Cho hỏi bạn có phải là Gia Linh không? Ôi hết hồn. Tôi là Gia Linh nè. Tại vì mình thấy bà đăng ở trên mạng á, không biết là bạn đã tìm được người ở ghép chưa hả? Trời, sáng giờ á nhiều người tới đây đăng ký ở chung lắm, nhưng mà tôi chưa có tìm được người phù hợp. Mình là Kim Nhã, 21 tuổi, rất vui được gặp bạn. Gia Linh, bằng tuổi. Ở đâu xuống đây? Học gì vậy? À, tôi ở Đà Lạt. Tôi nghỉ đi học rồi, tôi xuống đây để lập nghiệp á. Nghỉ học rồi hả? Vậy thôi được rồi, nhìn bà cũng đẹp đẽ, sạch sẽ, tươm tất chúng tôi. Thôi vô ở chung đi. Cảm ơn. Vô luôn, để bà chắc cho mình vô với. Vô luôn. Ai đây? Dạ con chào cô. Cô chào con, mà con là ai vậy? Dạ, con là Kim Nhã, bạn cùng phòng với Gia Linh nè cô. Cái gì vậy? Bà cùng chồng. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà chính nữ. Tại sao mà bằng chứng đàn ông ở trong này rồi hai đứa mày là bạn cùng chồng là sao? Dạ đâu có. Dạ không phải. Dạ bạn, con là bạn ở cùng phòng với Gia Linh đó cô. Nghe bà chết bà nhán. Hiểu rồi. Vậy là bây giờ coi như là đem thêm một cái đồng bọn về ở nữa. Đem thêm một người nữa là phát sinh quá nhiều chi phí nè. Điện nè, nước nè, ga nè, xà bông, ôi trời, tất cả mọi thứ. Vậy là bây giờ quyết định tháng này tăng lên gấp đôi. Dạ cô cho con hỏi là tiền tháng nhà này của Linh là bao nhiêu vậy cô? Tụi nó liền mới xíu 4 triệu mà nó không chịu trả. Dạ, vậy để con trả tiền đó cho Linh nha cô. Ôi trời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi vậy? Dễ thương quá ta. 4 triệu á con. Dạ đủ 4 triệu con gửi cô. Cảm ơn nha. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, tháng này là 4 triệu, tháng sau con ở chung á là 5 triệu. Chịu không chịu là đi chỗ khác đó nha. Dạ cô, chuyện nhỏ hết cô, được hết đó cô. Ôi dễ thương nữa, trời ơi, xinh quá à. Không có dư nhỏ này, phải không? Nhỏ này nó cũng đẹp mà nó bị bình lì. Cứt mặt cái gì, mày lì muốn chết luôn á, tao nói vậy mà mày cũng trả tiền. Nhớ nha con. Dạ. Tháng sau 5 triệu. Dễ thương quá à. Dạ cô. Ngày đầu tiên cũng nói với mình vậy á, xong rồi ngỡ có mấy tháng thôi làm gì chủ dữ. Cảm ơn nha, mới vô gặp gỡ mà trả luôn tiền rồi. Có gì đâu, cảm ơn. Trước sau gì tôi cũng phải đóng mà. Coi như tháng này tôi đóng trước, tháng sau bà đóng ha. Thì thôi, tháng sau mà tôi đi làm thêm tôi có tiền là tôi trả cho cô chủ liền. Không có để cô qua chữa gì nữa đâu. Đi vô. Chào mừng bạn cùng phòng. Trời hôm nay vắng tanh, gặp trời mưa quáng em vắng hơn. Trời ơi, sao nó ế gì mà nó ế tàn nhẫn. Người ta nói trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trời ơi, chuồng chuồng nó bay thấp quá, bởi vì nó nói mưa hoài bán không có được gì hết. Vậy ngồi làm gì ta, đủ rùi hoài vậy hả trời. Trời ơi, cái miệng tôi nó linh lắm, ăn vừa hát vừa nói là có khách liền con. Dạ. Con là mở hàng lại cho gì đó? Ủa bé này lạ quá con, bạn mới con hả? Dạ, chào cô, con tự giới thiệu con ta là Kim Nhã, bạn cùng phòng với Gia Linh nè cô. Ủa vậy hả? Trời ơi, tên đẹp quá, Gia Linh Kim Nhã. Cái tên nó hợp với cái dáng ghê, nhìn người nhã nhặn, dễ thương có duyên, dễ sợ có duyên. Dạ. Uống gì con? Dạ con không có khác cô. Trời đất quỷ thần ơi, tôi mới khen nó có duyên, đúng là công nhận ta nói đẹp người mà vô duyên là con đó con. Nó ám tôi riết rồi, chắc cái kiểu này là tôi bán nhà tôi sập tiệm luôn rồi đó. Trời ơi, nói gì vậy? Rồi còn con uống cái gì? Dạ con cũng không khác lắm, thôi con uống luôn đi. Hiểu rồi ha. Sập tiệm sớm là tại tôi bay đó. Tôi quên nữa, tôi con không uống phải không? Dạ. Rồi cô coi quán giùm về nha, về chạy u về nhà một xíu vòng ra. Đi nữa hay gì? Quán xá mà không coi đi hoài trời. Qua đây. Đi rồi, không sao đâu. Xuống đây. Trời ơi, cái chỗ kín đáo mà bà nói là ngoài lề đường vậy hả? Yên tâm đi, nhìn cái quán lề đường tưởng người ta đi ra đi vô tấp nập chứ không có ai ở trường á. Thấy không, bà chủ quán mà còn bỏ quán đi vậy mà có sao đâu. Uống nước à, hồi nãy cô mình
có cô đây không lâu nữa chứ giờ cô đi rồi đó nó uống mình thịt. Cho Tùng ly đi. À. Ê, hả? Vậy? Mà cái vụ đó tính sao bà? Vụ gì? Cái vụ mà tôi nói là muốn kinh doanh đó. Ừ. Kinh doanh một cái gì mà không cần bỏ vốn. Bây giờ kinh doanh cái gì ta? Trời ơi, thiệt sự luôn á. Tôi ăn học tới giờ này tôi không có bao giờ nghĩ ra được cái vụ mà kinh doanh mà không bỏ vốn. Không bỏ vốn sao kinh doanh? Nè, coi ông mấy mẫu quán nước đây nè. Trống dì Hà nè. Rồi mình ra chứ mình ra là bán đi. Ê, mẫu quán nước được luôn hả? Được. Được chứ sao không được. Trời, hai mình ra bán cạnh tranh dì Hà luôn. Đó, thôi, mà thôi tôi thấy không được đâu. Tôi với bà mà mở quán nước ra mà cái quán nó ế nhẹ như vậy á là xong luôn á. Trời ơi, biết sao quán này ế rồi đó. Trời ơi, già nấu nước xăm gì mà càng ngay nó càng dở. Hèn chi không ai vô uống. Ừ. Nó không bằng một gốc atiso của tôi luôn bà. Vậy? Ở quê tôi á, mẹ tôi mỗi lần nói atiso là ngon lắm luôn á, ngon hơn cái này nhiều luôn á. Nước atiso quá hả? Ừ. Thì kêu mẹ gửi xuống đi rồi nấu uống. Ồ ha, sao tôi không nghĩ ra ta. Hay là giờ tôi kêu mẹ tôi gửi atiso xuống xong rồi cái tụi mình nấu bán luôn được không? Ừ, cũng được á, kêu mẹ gửi xuống đi. Mà mỗi lần mẹ tôi gửi xe rồi hả, tôi phải ra bến xe lấy nữa, mệt quá à. Trời, có gì đâu, đi kêu shipper á ra bến xe lấy rồi cái gói atiso của bà xong trả về nhà đưa cho tụi mình xong khỏe, mà đâu có cần ra đó làm gì. Ê, vậy tôi mới vừa nghĩ ra một cách, hay là tụi mình mở công ty shipper đi. Vậy là tôi với bà đi làm shipper hả? Thôi, con gái lứa tự nhiên chạy ngông ngoài đường trời nắng lắm tôi làm được không? Không cần, không cần bà phải đi ship. Tôi chỉ cần đăng tin lên rồi người ta tới ứng tuyển cho người ta làm shipper, mình ở nhà nhận đơn hàng thôi, đúng không? Bà nữa tới đây tôi mới thấy hợp lý nè. Đúng rồi, mắc cái gì mà mình phải tự đi ship đúng không? Mình phải tuyển nhân viên mới, mà đặc biệt là phải tuyển nam, nam mới có sức khỏe đi ship hàng, hiểu không? Đúng rồi. Được, vậy tôi chốt luôn, trụ sở của công ty mình sẽ nằm tại nhà của mình luôn. Được. Ủa? Dạ, bà đăng thông tin tuyển nhân viên mới chưa? Tất nhiên là đăng rồi. Bà chuẩn bị tâm lý đi, ngày mai người ta tới đây á là bà tiếp khách mệt luôn á. Trời đất ơi. À, ừ? Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài kia in bản hiệu để đằng trước công ty của mình, nhìn cho nó chuyên nghiệp. Ừ, hợp lý hợp lý. Ê, mà nhá, tôi nghĩ ngày mai hai đứa mình phải nên ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp, với lại nhớ xỉn hoa cho nó thơm tho nha. Gì vậy? Trời đất ơi, thì ngày mai á sẽ có rất là nhiều anh chàng đẹp trai cao to lực lưỡng, cơ bụng từ 6 cho đến 8 múi. Đấy, cái này đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền. Trời ơi, một công đôi chuyện là phải tận dụng liền, hiểu không? À, quên, tôi quên nói bà này. Sao sao? Nếu như á mà bà nhắn tin với khách hàng á, ừ, thì bà nhớ luôn á là phải tìm hiểu đối tượng khách hàng của mình. Tại vì khi bà tìm hiểu đối tượng khách hàng á, bà sẽ biết được tâm lý của người ta để mình tìm cách mình chăm sóc khách hàng của mình thiệt là tốt, hiểu không? Được. Vậy thì kể từ bây giờ trở về sau, đây sẽ là hướng đi của công ty shipper chúng ta. Ừ.